Công an, Chủ tịch NSG lại quả 3 tỷ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ. Dù cả hai không thừa nhận nhưng cảnh sát cáo buộc. Chủ tịch NSG Group đã chi 3 tỷ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ sau khi 4 vụ thông thầu. Hai cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu cùng Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSG Group, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 17 người khác cũng bị đề nghị về cùng tội danh. Theo kết luận điều tra, từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 9 năm 2019, Nga với vai trò chủ tịch hội đồng sáng lập NSG Group đã lập 7 công ty và giao cho cấp dưới đứng tên pháp nhân. Dù giấy phép kinh doanh là các công ty độc lập nhưng thực chất đều do bà Nga bỏ vốn thành lập và điều hành mọi hoạt động. Bà Nga sau đó dùng các pháp nhân này để thông đồng với Sở Y tế Cần Thơ và công ty cổ phần thẩm định giá Ban tổ chức Valu, công ty tư vấn Mediconsul và đã trúng 4 gói thầu. Tổng trị giá các gói gần 90 tỷ đồng, gồm 1 gói thầu mua sắm tại Bệnh viện Tim và 3 gói còn lại tại Bệnh viện Nhi, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 33 tỷ đồng, cơ quan điều tra cáo buộc. Kết luận xác định, để dọn đường trúng thầu. Tháng 6 năm 2017, Nga gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống, nhờ giới thiệu đến Giám đốc Sở Y tế. Được chỉ điểm, bà Nga đến gặp bà Phi theo lời giới thiệu để bàn bạc, thống nhất về các danh mục hàng hóa, giá và đưa tài liệu để Sở Y tế làm căn cứ đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Thống nhất xong, bà Nga chỉ đạo thuộc cấp cung cấp báo giá khống để Sở Y tế lập hồ sơ theo mức giá có sẵn. Khi chủ đầu tư đánh giá hồ sơ, bà Nga liên hệ với công ty Mediconsul điều chỉnh một số chi tiết theo hướng có lợi cho công ty mình. Với các gói đấu thầu rộng rãi, bà Nga dùng một số công ty thân quen để làm quân xanh, cùng nộp dự thầu. Bị can còn chỉ đạo thuộc cấp đi thương thảo với chủ đầu tư để độc quyền hàng hóa, cản trở các doanh nghiệp khác không đáp ứng được yêu cầu dự thầu. Với từng gói thầu, bà Nga đều biết giá trang thiết bị thấp hơn nhiều so với giá đã thống nhất với bà Phi. Những mánh khóe trên của bà Nga được cựu giám đốc Sở Bùi Thị Lệ Phi trợ giúp đắc lực, công an nhận định. Bà Phi bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận hồ sơ, báo giá của NSG trước khi lập hồ sơ mời thầu. Mục đích của bà Phi để tạo điều kiện cho các công ty của bà Nga trúng 4 gói thầu. Tháng 11 năm 2018, sau khi trúng gói thầu đầu tiên, bà Nga đưa 100 triệu đồng cho bà Phi để hỗ trợ Sở Y tế. Khi trúng tiếp các gói thầu còn lại, bà Nga đến nhà riêng đưa thêm cho bà Phi 3 tỷ đồng tiền mặt và đưa cho Sở Y tế Cần Thơ thêm 100 triệu đồng. Cụ thể, cảnh sát xác định khoảng 9 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2019, thuộc cấp của bà Nga đến ngân hàng ở Cần Thơ đề nghị rút 3 tỷ đồng tiền mặt, loại tiền mệnh giá 500.000 đồng một tờ. Sau đó ngân hàng đã cho rút 6 bó tiền với tổng số 3 tỷ đồng. Tiền rút xong, nhân viên cho vào túi ni lông màu xanh và đưa cho bà Nga. 10 giờ 40 phút cùng ngày, bà Nga cùng lái xe và thư ký đến nhà riêng của bà Phi ở thành phố Cần Thơ và xách theo túi tiền vào nhà. Khi về, lái xe và thư ký không thấy bà Nga cầm theo túi tiền đi ra, kết luận nêu. Quá trình điều tra, bà Phi thừa nhận sau khi ông cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giới thiệu, bà đã đồng ý chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho công ty NSG và công ty Bình An trúng 4 gói thầu. Về việc nhận tiền, bà Phi cho rằng sau khi Nga đưa 100 triệu đồng để hỗ trợ Sở Y tế, bà đã đưa cho cấp dưới để Sở chi tiêu, chúc Tết các đơn vị. Đầu tháng 12 năm 2019, khi NSG trúng thầu, Nga và nhân viên công ty đến nhà riêng tặng 2 chai rượu vang cùng bình cắm hoa chứ không có tiền. Bà Phi khai, cựu giám đốc Sở thừa nhận sai phạm và vi phạm quy định về đấu thầu, nhưng không hưởng lợi cá nhân. Bị can cũng phủ nhận đã nhận 3 tỷ đồng như kết luận điều tra nêu. Tuy nhiên, cảnh sát cho hay căn cứ vào lời khai của các bị can, người liên quan, sao kê điện thoại cùng tài khoản ngân hàng và kết quả nhận dạng. Thực nghiệm điều tra, đủ căn cứ xác định dù không hứa hẹn trước nhưng bà Phi đã nhận 3 tỷ đồng cho mình và 200 triệu đồng cho Sở Y tế. Cấp phó của bà Phi thời đó là ông Cao Minh Chu cũng bị xác định đã nhận 200 triệu đồng của NSG. Dù ông Chu phủ nhận nhưng cảnh sát cho rằng bị can không chứng minh được việc sử dụng số tiền này.
nên phải chịu trách nhiệm. Trong vụ án này, ông Chu bị cáo buộc có vai trò đồng phạm giúp sức. Kết luận điều tra chưa nêu về hướng xử lý liên quan việc nhận tiền của bà Phi và ông Chu.